thanh toán như này là xong rồi à? Anh chỉ cần quẹt thẻ vào đây là được rồi. Ở đây ấy, bọn em có chấp nhận mọi loại thẻ, mà đặc biệt là thẻ đen của anh Đạt đấy. Để em xem nào. Buổi ngày hôm nay ấy, có giá là 1 người lên địch nhá. Em ghi nợ rồi đấy. Anh nhớ là phải trả cho sớm đấy. Em càng ngày càng hư đấy nhá. Ô, gì á? Sao mày đưa menu cho tao làm gì? Vậy chồng tao gọi đồ uống rồi mà. À, tao muốn hỏi ý kiến mày về cái menu này mà. Để xem là như thế này đã ổn chưa? Với cả là có thiếu món gì không để tao bổ sung. Tao thấy menu như này là quá ổn rồi. Hôm nay vợ chồng tao qua đây để mừng mày khai trương quán. Thôi chắc bây giờ cũng sẽ phải đi luôn, vì công ty còn nhiều việc quá. Thế hóa đơn của vợ chồng tao hết bao nhiêu? Để tao gửi. Không cần đâu, anh Đạt anh vừa cả thẻ rồi. Nhanh thế à? Nhưng mà vậy cũng tốt. Chứ tao lại sợ mày không chịu nhận tiền của vợ chồng tao, như thế thì tao ngại lắm. Thế thôi, chắc là tao phải đi luôn đây. Anh đem mày công ty nhá. Anh bảo này, anh cũng đang định nói với em, chắc là em chịu khó đi về công ty một mình trước nhá. Sếp vừa gọi cho anh xong, bảo là bây giờ phải chạy ngay qua công ty có việc gấp. Thế thôi em tự về cũng được. Thôi tao đi đây. Chúc mừng mày nhá. Cảm ơn bạn yêu nhá. Về cẩn thận nhá. Em về cẩn thận nhá. Nào, để bây giờ xem sếp có việc gấp gì bảo em nào. Đi nhá. Đây đây. Em đúng là điện nước đầy đủ đấy, hơn hẳn con vợ anh. Em thấy anh cứ chê cái trang suốt ấy, mà anh có bỏ được nó đâu. Mà em không chịu mãi cái cảnh này đâu nhá. Từ hồi đi học ấy đã luôn luôn là cái bóng của nó rồi. Bây giờ lớn lên rồi lại còn phải dùng đồ chung, đồ ké, ăn lại đồ thừa của nó nữa. Anh cũng có muốn thế đâu. Em nên nhớ mình đang sống nhờ tiền của nó đấy. Cái quán cà phê mà em mở là tiền ở đâu? Tiền ở con vợ anh chứ tiền ở đâu nữa. Nó mà biết nhá, bạn thân của nó cặp với chồng mình, xong lại lấy tiền của mình đưa cho bồ để mở quán cà phê thì nó cay hơn em nhiều. Anh ấy là anh đợi đến khi mà ông bố của nó ngỏm thì nó sẽ được hưởng đất. Lúc đó anh lừa nó chuyển hết sang tên của anh, xong rồi anh mới cho nó cút được. Anh đúng là mưu mô thật đấy. Nhưng mà đúng gu của em. Nhưng mà này, anh không thích thằng yêu của em đâu. Em yêu nó hơi bị lâu rồi đấy. Hay là em yêu nó? Cái gì? Anh trêu em đấy à? Anh nói cái thằng Cường đấy á, cái thằng nhà quê bẩn thỉu nghèo kiết xác ra, nó chỉ là cái tấm bình phong để em che đậy trước mặt con Trang mà thôi. Những cái vết mà anh gây ra trên cơ thể của em ấy, em sẽ nói là do thằng Cường nó làm. Như thế thì con Trang còn nghi ngờ gì nữa. Nhưng mà tin sái cổ ra ấy chứ. Em với anh đúng là một cặp đấy. Ôi, thôi chết, tôi muộn rồi. Em phải về quán cà phê đây. Hôm nay khai trương nên khách hứa đông lắm. Hẹn anh yêu ông khác nhá. Ok. Bye bye. Ơ, Ngọc, sao mày lại ở đây? Tao tưởng mày phải ở dưới quán chứ. Mà sao mày vào được nhà tao? Thế anh Đạt đang ở trong phòng à? À, đúng rồi. Vừa nãy anh Đạt bị say cà phê nên là tao phải đưa về đấy. Giờ thì anh ấy đỡ hơn rồi. Thế con mày thì sao? Sao lại về nhà cái giờ này? Tao để quên tài liệu thế nên về nhà lấy. Cảm ơn mày đã chăm sóc chồng tao nhá. Chắc là hôm nay anh ấy cũng mệt lắm. Thôi, mày đi xuống quán đi. Tao đi luôn đây. Chết thôi. Cái quần của mình.
Ờ. Anh định đi đâu đấy? Em nghe nói anh bị say cà phê mà. Đúng rồi, anh bị say cà phê, thế nên là Ngọc đưa anh lên nhà. Anh đang để cái xe ở dưới sảnh, quên chìa khóa. Anh chạy xuống anh cất đi nhá, chứ không bảo vệ khóa xe mất nhá. Sao chồng mình cứ vội vội vàng vàng thế nhở? Ngọc muốn đưa anh Đạt lên nhà thôi mà sao lại phải tháo tạp dề nhở? Eo ơi, sao con bé lại để cái này ở đây? Ghê quá. Vợ chồng Trang à, đây là bill của vợ chồng mình mà. Nhưng mà làm gì có cà phê đâu. Sao anh Đạt lại say cà phê được nhở? Trang à, em cũng đến quán Ngọc à? Anh vừa mua được một món quà để tặng cho Ngọc, định gây bất ngờ cho cô ấy. Em xem giúp anh, xanh có đẹp không? Chiếc vòng này có vòng cổ mới nhá. Trông đẹp thật đấy. Tao đã cố ý giấu đi rồi, không người ta lại bảo tao khoe mẽ. Có đẹp không? Người yêu tao tặng đấy. Nhìn là biết hàng đắt tiền rồi. Dạo này anh Cường sộp thế. Thì có cái vòng cổ thôi mà. Tao thích là được ngay. Chẳng bù cho chồng tao, khô khan chẳng lãng mạn gì cả. Nhất mày đấy nhá. Sao tháng này chi tiêu cái gì mà trong thẻ tận 100 triệu nhở? Sao lại nhiều thế? Có nhầm lẫn gì không ta? Ngày 23 tháng 2 cho chồng mình mua cái gì mà tận 30 triệu? Vòng cổ á? Chẳng lẽ định tạo bất ngờ cho mình à? Cái hãng vòng cổ này cùng hãng với vòng của Ngọc mà. Lạ thật đấy. Sao hôm 25 đến quán Ngọc, Ngọc bảo là quẹt thẻ rồi mà lại không có chi tiêu ở trong này nhở? Hóa ra là như vậy. Bây giờ thì mình đã hiểu rồi. Trang, Trang, em làm sao thế? Làm gì mà cứ như người mất hồn vậy? Vòng không đẹp hay sao? Chiếc vòng rất đẹp, nhưng em nghĩ Ngọc không xứng đáng để nhận nó đâu ạ. Bởi vì cô ấy đang ngoại tình. Và người mà cô ấy ngoại tình chính là chồng em. Không thể nào. Ngọc là bạn thân của em cơ mà. Cô ấy sẽ không làm như thế đâu. Nếu muốn biết chắc chắn, chúng ta hãy làm một phép thử đi. Trang, mày có chuyện gì mà trông mày như người mất hồn đi kia? Mất hết rồi. Gia đình tao phá sản. Bố tao có nguy cơ sẽ phải ngồi tù. Sao tự nhiên lại như thế? Công ty của bố tao bị thanh tra, bởi vì có nguy cơ lại trốn thuế. Bố tao bị người ta đưa đi rồi. Toàn bộ tài sản, tiền bạc, đất đai, nhà cửa đều sẽ bị tịch thu và phong tỏa hết. Tài khoản của tao sớm muộn gì cũng sẽ bị thanh tra. Nguồn tiền đến, tiền đi đều sẽ bị họ mang ra kiểm kê. Những ai sử dụng tiền của nhà tao đều có nguy cơ sẽ vướng vào vòng lao lý vì phạm tội trốn thuế mày ạ. Hả? Cái gì? Mày nói cái gì cơ? Là sao? Tao không hiểu. Thì để tao lấy ví dụ cho mày dễ hiểu nhá. Nếu như bây giờ tao đưa tiền cho mày để mở quán cà phê này thì mày cũng sẽ có nguy cơ bị thanh tra, gửi vướng vào vòng lao lý vì là đồng phạm đã sử dụng tiền bẩn trốn thuế. Cái gì cơ? Không, đấy là tao ví dụ như thế thôi. Chứ tao có đưa tiền cho mày để mở quán cà phê này đâu. Cũng may
Tao với mày là bạn thân, nhưng không có liên quan gì đến chuyện tiền bạc. Mày cái độc mày ấy. Hả? Mày nói gì cơ? Không có gì. Ý tao là ấy, tao chả cảm thấy may gì cả. Tại vì nhà mày đang có việc như thế, tao lại là bạn thân của mày, may làm sao được. Mày nghe tao nói nhá, bây giờ mày phải thật bình tĩnh để xử lý mọi việc. Mà chồng mày đâu rồi? Anh ấy đã viết chưa? Chưa, tao từ công ty đi thẳng qua đây, thế nên cũng chưa nói cho chồng tao biết. Chắc là anh ấy đang ở nhà đấy. Bây giờ mày về nhà một mình cũng nguy hiểm cơ. Thôi, mày cứ bình tĩnh ngồi đây, để tao tìm chồng mày báo anh ấy đến đây đón nhá, có được không? Ừ, vậy mày giúp tao nhá. Cảm ơn mày. Cũng may mà tao có một người bạn tốt như mày. Tao là bạn thân của mày đấy. Không sao đâu, có tao ở đây rồi. Thôi, tao đi đã nhá. Cá đã cắn câu rồi, anh chuẩn bị đi nhá. Ôi, anh Đạt ơi, dậy, dậy mau. Giờ này mà anh vẫn còn nằm ung dung ở đây à? Sắp toang đến nơi rồi. Làm sao đấy? Mà sao em đến đây? Em không sợ con vợ anh à? Con vợ anh á, nó không về được nữa đâu. Nó sắp đi tù đến nơi rồi đấy. Mà cả em với anh ấy cũng sắp toang rồi đấy. Đi tù gì ở đây? Em cứ bình tĩnh em nói anh nghe xem nào. Cô ta đang bị thanh tra. Tất cả những dòng tiền mà liên quan đến cô ta ấy đều bị liên đới pháp luật đấy. Mà chẳng phải những tiền làm quán cà phê ấy, là tiền của nó hay là sao? Như thế này ấy, là chúng ta là đồng phạm đấy. Như thế toang hết cả lũ rồi. Đồng phạm mất chết rồi. Thế bây giờ làm như nào nhỉ? Sao bình thường anh thông minh mà bây giờ anh ngu đấy à? Cứ ngồi đi chờ chết à? Anh nhanh nhanh vơ vét hết tài sản đi, ít nhất là cũng phải được vài trăm tỷ đấy. Mình sẽ bay ra nước ngoài ở ẩn, rồi bao giờ ấy mọi việc lắng xuống mình lại bay về. Nhanh lên. Cũng đúng nhỉ, anh là chồng nó, bây giờ nó bị bắt thì kiểu gì anh chẳng bị liên lụy. Em đợi anh một tí nhá. Anh thu hết đồ xong rồi chúng mình đi. Ôi, mày. Anh Cường, sao anh lại ở đây? Mà anh ở đây từ bao giờ đấy? Không phải chỉ có một mình Cường ở đây đâu. Trời mà tôi cũng ở đây để chứng kiến hai người lộ bộ mặt thật đấy. Tôi thật không ngờ tôi lại yêu phải loại người con gái ghê tởm như cô đấy. Ngoại tình với chồng của bạn thân, cô không cảm thấy có lỗi, không cảm thấy xấu hổ à? Này, mày đừng nói linh tinh nhá. Mày bảo ai ngoại tình hả? Ngoại tình ở đâu? Chàng ơi, Ngọc đi đây để nói tình hình của em mà. Anh đang định đến gặp em. Thôi anh im đi. Tôi đã nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện của hai người rồi. Tất cả những âm mưu của hai người tôi cũng đã biết. Các người ngoại tình với nhau từ bao giờ? Đến bây giờ ấy thì lật bộ mặt thật thôi. Tao cũng không còn gì để giấu mày nữa Trang ạ. Đằng nào thì mày cũng sắp đi tù rồi, mày phải được có quyền biết sự thật chứ nhở. Tao với chồng của mày ấy, ngoại tình với nhau từ trước khi mà chúng mày làm đám cưới cơ. Tuần nào bọn tao cũng làm với nhau trên chiếc giường này này. Em ơi, khốn nạn, tao đối xử tốt với mày như vậy nhưng mà mày lại làm những chuyện này với tao à? Mày có quyền gì mà tát tao hả? Mày nghĩ là tao chơi với mày thật lòng à? Tao cũng chỉ vì muốn lợi dụng mày mà thôi. Tại sao ấy mày được sống trong cảnh giàu sang phú quý, còn tao phải sống trong cảnh nghèo hèn thế này hả? Tại sao mà cái gì mày cũng có, còn tao ấy lại phải luôn luôn dùng đồ thừa của mày? Mày nhìn kỹ lại đi, tao ấy thì có gì không bằng mày, tao thì có gì thua kém mày? Đúng là ông trời không có mắt mà. Nhưng mà thôi không sao, bây giờ ấy không những mày mất hết tất cả mà mày sắp phải đi tù đấy. Cô đúng là hết thuốc chữa mà. Cô đừng tự đắc ý nữa. Gia đình Trang không hề phá sản hay vướng vào lao lý. Tất cả chỉ là một vở kịch cho tôi và Trang dựng lên để thử lòng hai người thôi, để hai người tự thừa nhận sự ghê tởm của chính mình đấy. Đúng rồi đấy bạn yêu ạ, tất cả chỉ là một vở kịch thôi. Anh Đạt, tôi yêu thương anh, tôi cho anh thoải mái chi tiêu, vậy mà anh dám đâm sau lưng tôi à? Chúng ta ly hôn đi, anh đừng mơ sẽ nhận được một xu nào của tôi. Còn cả cô bạn thân yêu quý nữa, quán cà phê tôi sẽ lấy lại, ngôi nhà mà tôi đang cho cô ở miễn phí tôi cũng sẽ lấy lại. Tất cả những cái gì của tôi đều sẽ lấy lại hết. Mày không có quyền, tất cả là công sức của tao. Cái gì cô cũng lấy của người khác mà kêu công sức của cô? Cô nói mà không biết ngượng mồm à? Không tự nguyện trả cũng không sao, tôi sẽ để cho luật sư của mình kiện các người ra tòa về tội chiếm đoạt tài sản. Các người cứ vào trong tù cho có đôi có cặp. Không, em ơi, em nghe anh nói này, là tại nó, do nó dụ dỗ anh.
Mẹ ơi, em nghe anh nói thiếu em ấy, anh không sống được. Thiếu tôi hay là thiếu tiền của tôi? Anh Đạt này, đàn ông có thể không có nhiều thứ, nhưng mà sĩ diện thì ít nhất là phải có. Dám làm thì dám chịu đi, đừng có đổ lỗi cho người khác. Tôi cho các người 3 giây để cút khỏi đây. Và cho các người 1 ngày để trả lại toàn bộ đồ cho tôi. Nếu không thì các người cứ chờ mà ngồi tù đi. 1 Trang ơi. 2 Là tại mày đấy, đồ ngu ạ. Tại cô ngu bị nó lừa đấy. Này, tất cả là do anh vô dụng đấy. Cảm ơn Trang đã giúp tôi sáng mắt, nhìn ra được bộ mặt thật của Ngọc. Nếu không thì tôi sẽ ngu muội cả đời mất. Có gì đâu mà phải cảm ơn. Cả hai chúng ta đều bị lừa mà. Cũng may là chúng ta phát hiện ra sớm để chấm dứt toàn bộ mọi chuyện. Tôi tin vào luật nhân quả. Họ sống tệ như vậy thì kiểu gì cũng sẽ bị nghiệp quằn thôi. Quả báo sẽ không chừa một ai, chỉ là đến sớm hay là đến muộn.